tại giáo xứ của một tỉnh Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và chúc mừng Giáng sinh Noel. Thưa quý vị, nhân dịp lễ Giáng sinh 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, động viên và chúc mừng giáo xứ Bắc Giang. Tại đây, Linh Mục Quảng Hạt Jose Nguyễn Văn Phong cho biết, trong 2 năm qua, địa bàn Bắc Giang tương đối tốt, người dân nói chung và đồng bào Công giáo nói riêng đều vô cùng phấn khởi vì đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, đặc biệt là được đón Thủ tướng Chính phủ đến chúc mừng Giáng sinh năm nay. Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước không khí Giáng sinh của giáo xứ, mong dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nhân dân nỗ lực chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc đồng bào Công giáo Bắc Giang một mùa Giáng sinh mạnh khỏe, hạnh phúc và một năm mới an lành.